quay cái video. Mình sẽ quay cho quý vị các bạn xem một khu chăn nuôi gà trên đảo Phú Quốc. Gà đẹp quá, gà trống đẹp quá. Mặt rất là đẹp rồi. Mặt rất là đẹp rồi. Nó sợ, nó thấy mình lạ, nó sợ. Nó sẽ nuôi nhiều nhưng mà nó thấy mình lạ, nó sợ. Đây, nuôi cả chó Phú Quốc nữa. Chó Phú Quốc trong này, nuôi mấy con ở trong này. Ôi trời, gà, gà ở mấy chó. Ui, cái ca này như bít bun nữa này. Ca này bít bun lá Phú Quốc. Bít bun lá Phú Quốc. Bít bun lá Phú Quốc vẫn có xoáy. Nhìn gớm. Cái ca này thì thân thiện này. Rất là thân thiện. Này nuôi gà đấy nữa quý vị, gà rất là nhiều. Con này là nó hung đúng không? Dạ nó hung lắm. Tại vì nó là chó pitbull rồi, lai Phú Quốc. Dạ con chó pitbull. À, này là pitbull lai Phú Quốc. Con chó này chính tông tại vì nhà hàng chủ đất này nè, em với cháu chủ đất này nè, cắn nơi người ta đền chở chị về Sài Gòn. À. Nó kêu à trong này. Đây là mình đang ở cây sao của đảo Phú Quốc. Đang đi chơi trên Phú Quốc, quay cho quý vị các bạn xem. Quý vị các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hấp dẫn của chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.